Và hôm nay một buổi chiều ngày thứ sáu rất là đẹp, đang ở tại bờ biển Huntington Beach và trong nhà hàng VOK, ăn rất là ngon tại đây thưa quý vị. Nhà hàng rất là rộng rãi và thoải mái. Bây giờ tiếp tục mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đi xuống dưới biển để tham quan coi ở dưới biển này hôm nay có gì nha. Bây giờ thì chúng ta cùng xuống dưới bờ biển. Bây giờ chúng ta vừa mới đi xuống nha, và đây là cái tiệm tên là VLK. Cái tiệm mà Đức Tiến vừa mới ăn trên này rất là ngon ha. Bây giờ chúng ta đang xuống với người Maine ở thành phố Huntington Beach thưa quý vị. Rất là nắng ấm và trời rất là đẹp trong ngày hôm nay. Quý vị cũng đang nhìn thấy tiệm và đường xá rất là đông vui. Chơi mua giày dép quần áo, cái này nó giống như là gọi là chợ trời ha, chợ trời á, giống như đó ha, air market thích rất là đông vui. Xa xa kia chúng ta thấy là có rất là nhiều bán đồ đồ chơi. Tôi biết là ở cái nhà hàng BOK này á, là có chủ nhân cổ phần là người Việt Nam á, nên hôm nay cũng nên ủng hộ cho người Việt Nam mình ở tại Mỹ ha. Ăn rất là ngon, còn khung cảnh là view triệu đô nha quý vị, rất là đẹp cả ban ngày, buổi trưa và ban đêm. Ở đây là trên được nguyên cái view trên đường này luôn, thì ai muốn đến hình xin biết mà muốn ủng hộ thì đến với lại BOK nha. Cái này là giới thiệu cho người Việt Nam, ủng hộ người Việt Nam. Hôm nay gió mát ha, không là hồi nãy ngồi trên cao thì hơi lạnh, nhưng mà bây giờ đi xuống dưới này thì mát hơn, ấm hơn, tại vì nó không có trên cao á. Thì cái đoạn đường này là đây là Đức Tiến chia sẻ mọi là thường về miền Nam California mà đi biển á là phải đến đây Huntington Beach kia. Đây là nơi international, có rất là nhiều những cái lễ hội diễn ra ở tại đây, như là lễ hội âm nhạc, lễ hội bóng truyền và lễ hội về nghệ thuật và nhiều lễ hội khác diễn ra ở đây. Và chúng ta cũng đang nhìn thấy xa xa là có rất là nhiều những nghệ sĩ đường phố họ cũng ra đây trình diễn ha. Và gần như người Việt Nam chúng ta ở Orange County á hay ra đây để thư giãn, câu cá và giải trí. Trước khi ra đây cho mình qua đây xíu nha, thấy đây là đó, đây có chợ mà tranh ha, thấy không đó, họ mang tranh họ vẽ để họ bán, rất là vui. Ở Orange County và ở tại California tại miền Nam thì tương đối là mở cửa gần như là completely rồi. Rất nhiều bức tranh, bên đây thì cũng có tranh luôn. Chúng ta đi sơ qua đây xíu ha, chúng ta thấy đây thì có như là về đồ trang trí, những cái đồ mà đồ móc nhà, móc quần áo á, không đó, nắng nón cái này là giống như là rất là art, rất là nghệ thuật phải không, như là cái tiền á mà họ móc lên trong cái bình collection ra đây nha. Bên đây có một cái tiệm đang may che lứa đủ kiểu hết. Đây là những cái bức tranh rất là đẹp. Xuất sắc luôn nha, nha. Cái này là mình mua về cho modern đó, những cái nhà modern. Con này có mã số á. Vừa mình cũng nuôi chó, đụng nó được, nó không tưởng mình cũng chó cắn mình. Ok, tham quan tiếp nha quý vị. Ok. Wow. Ủa giờ cái là đèn lạ quá hả? Nhỏ mà có vỏ ha. Wow. Đèn lạ quá. Cái đèn nhỏ thì đánh lớn như vậy hả? Có cái loa. Không, nhưng mà nghe rất hay. Có cái loa hay quá. Wow. Electric guitar, right? Yes, ukulele guitar. Oh. Wow. Đức Tiến không biết đánh đàn nha quý vị, nhưng mà nó gắn cái loa vô. Yeah, put the slide on your Put where? Put it on your right hand. Your right hand.
Oh, you left your here. Yeah, I like this. Oh, okay. Wow, that sounds good. Cô đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không phải. Cái này nó làm đẹp ghê á. Làm đẹp. Wow, quá. It's so amazing. Oh. Lần đầu tiên đi ra thử cái này. Cái này cũng đẹp nữa. Wow. Thật sự là Đức Tiến không có biết thật sự Đức Tiến không biết đánh đàn nha quý vị. Wow. Nên là mình chỉ đánh chơi thử thôi chứ. Wow. Cái này wow, chỗ giống như cái tai nè. Ồ, hay quá ha. Oh. Wow. Wow, trời ơi. Thank you so much nha. That's the name Richard Fried, right? Yes. Richard Fried nha. Quý vị có thể đến đây ủng hộ cho ông ấy nha. Đó có thông tin ở trên đây nha. Số phone nè. Richard Bridge 909-275-0657. Yeah. Okay, can you turn this here? Okay. Thank you. Thank you. Good luck. Đó, giá tiền đúng không? Dạ, yeah. Wow, có 100 đô một cái nè. Có 100 đô à. Wow. Quý vị có thể ở đây. Có báo viết về ổng luôn. Wow, okay. Ổng sản xuất những cái đèn giống vậy trong quý vị đi. It's okay, it's okay. Rồi. Wow, hay quá. Ok. Ok. Bye. 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 Bên này chúng ta thấy chúng ta sẽ đường phố những nhân vật rất là nổi tiếng ha quý vị ha. Và bán rất là nhiều những cái đồ dây đeo trang sức nha. Cho quý vị thích mua dây đeo này, lắc tai rất là nhiều lắc tai đẹp quá. Rất là đẹp sang nha, đủ kiểu luôn. Đủ hộp luôn. Bằng đá đủ màu sắc cho quý vị. Hôm nay trời khá là mát mẻ ha. Bên tay trái này thì có bán xà bông soft skin care cho chăm sóc da, đủ mùi đủ màu. Cái này hình như là họ tự làm, họ mang ra bán quý vị. Họ tự làm ở nhà họ mang ra bán. Đây là trong quý vị trong kiện, Oh, cái con này dễ thương quá nè. Dễ thương không? Look so xinh cute quá. Ha. Rồi. Hôm nay đi ra biển chút xíu để chúng ta thư giãn không khí. Bây giờ là tiếng mời quý vị chúng ta cùng đi lên trên cái pier này chút xíu nha, cho nó có gió và ngắm biển. Tại vì mình ở nhà từ bữa giờ cũng nhiều rồi, nên là hôm nay mới có dịp đi ra ngoài để hít thở không khí. Thấy cảnh mà mọi người đi lại không khí biển và cũng như là cho mọi người một cái cảm giác thoải mái hơn đó. Thì cái pier này là rất là nổi tiếng, đến mùa này thì tương đối là không có đông lắm. Thường đông là khi là mùa hè thì ở đây là gần như tất cả người Việt Nam mình ở nhiều nơi khác cũng về đây để đi chơi. Chúng ta thấy họ như đưa chó đi chơi nè, rồi lại có những người chơi nghệ sĩ, họ đánh đàn, họ hát, rồi họ vẽ tranh, rồi họ điêu khắc, nói chung là đủ mọi hình thức giải trí ở đây hết á. Thì Tiến có mấy người bạn Tiến á là ở ở trên San Jose, rồi ở nhiều nơi khác, hỏi là muốn mua nhà ở biển thì nên mua ở đâu, nên mua ở Huntington Beach hay là nên mua ở Newport Beach hay là nên mua ở Long Beach hay là mua ở những nơi khác vân vân. Hai luôn mấy ông ấy chào mình. Thì Tiến là thích ở đây hơn, tại vì thật sự mà nói Tiến luôn recommend mọi người đến với Huntington, tại vì ở đây là international ha, tại vì theo đó họ để sẵn hết đó, những đèn họ tiếp phần nắng đó, thấy không? Đó là cờ mình, cờ California, cờ Mỹ nha, đó cờ của Huntington biết đó, họ để sẵn những cái nơi cho quý vị chơi cái bóng chuyền. Bên tay phải đến đây mọi người đi phơi nắng nè, rất là đẹp đúng không? Rất là đẹp và rất thoải mái. Còn bên tay trái, bên đây có mấy chàng cũng đang chơi đánh bóng. Mọi người thấy không? Rất là đẹp luôn. Thì nói chung á là đi ra biển để thứ nhất là có nắng chút xíu, mình phơi nắng là mình thư giãn, rồi mình ăn uống,
hít thở khí trời rất là đẹp luôn. Thì trong clip ngày hôm nay Tiến cũng không có biết nói gì nhiều hơn, chỉ mong là chúc cho quý vị nhiều sức khỏe nè, nhiều sức khỏe trong công việc cuộc sống, và cũng như là có được cái công việc trở lại được bình thường. Và chúc cho bạn bè của Đức Tiến ở tại Việt Nam, tại Mỹ và cũng như trên khắp thế giới sớm trở lại cuộc sống bình thường. Và riêng tại châu Âu thì Đức Tiến biết là cũng còn đang khó khăn lắm, đang khó khăn lắm bên châu Âu. Thì mong là bên các bạn bè bên châu Âu sớm vượt qua những cái khó khăn này liên quan tới dịch bệnh và sớm được cái cơ hội bình thường trở lại. Còn mình ở Mỹ thì cũng tương đối ổn định rồi, là có vaccine, có thuốc chích, và bây giờ quan trọng nhất là mình đang đợi là Việt Nam mở cửa để chúng ta có thêm những chuyến đi về Việt Nam nha. Thì hôm nay quay xíu sơ sơ cho mọi người xem thôi. Và phía trên mình nhìn phía trên nè, wow, và view đường dài luôn đó. Thì clip đến đây thì cũng không có còn nhiều thời gian nữa. Đức Tiến chúc cho mọi người được mọi điều tốt đẹp nha. Thì bây giờ thì phải xin tạm biệt mọi người nha. Và xem clip này nếu mà nhớ yêu thích thì ủng hộ, nhớ nhấn subscribe nha. Bye bye. Thank you. Wow, American. Nice. Say hi mọi người đi. Hi. Yeah. Okay, xong. Xong. Cái này phải nói thế này xíu vì nó đẹp quá quý vị. Cát mịn mà dài luôn. Đó, phải không? Camera xinh đẹp ơi, đó mình thấy không? Đó, quay là cát này không? Đó, sạch nha, không có rác nha. Thấy không? Thấy không? Sạch đẹp luôn mà lúc nào cũng mọi người đi. Nói chung là biển ở tại đây thì hơi lặng hơn so với một số nơi khác. Và tuy nhiên chúng ta thấy vẫn có người tắm biển, nước sóng, nước ván, vẫn đi bộ, vẫn đi ra chơi. Cũng ok, không sao cả ha. Đó, rất là đẹp, nói chung đẹp lắm. Tuần quý vị nào có thời gian thì nên đi ra đây để thư giãn. Đó là lời chia sẻ lòng của Đức Tiến nha, ra thư giãn một xíu. Quý vị thấy không? Nhìn xuống á, là chúng ta thấy là sóng biển dạt dào, và chúng ta thấy có rất là nhiều người cũng đang bơi tắm biển, lướt ván. Đây có người đang đi bắt ốc, bắt nghiêu đò. Nhưng mà mọi người tắm riết cũng quen mà không có đến nỗi nào. Và đặc biệt là dưới cái chân cầu này, lọt cái chân cầu rất là đẹp nha. Mình nhìn thấy nha, mình có mấy cái con nghi quá nó bám lên á. Đó, thấy không? Và dài, xa ra kia luôn. Xa dọc nó luôn. Rất là ngon. Cái kia này á, cái chân cầu kia của Hương Trinh Sinh biết đó, là một trong những cái nơi được xem là rất là nổi tiếng và rất là nhiều nhiếp ảnh gia đến đây chụp hình, và mỗi